Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn đời cao của Onkyo nhé. Đây là một bộ dàn full bộ, full combo theo dàn. Đó là con Onkyo FRN9 nhé các bác nhé. Onkyo FRN9 đời cao nhất của đời N. N9, các cái đầu 9 đều là dòng cao nhất của đời N các bác nhé. Onkyo FRN9 này. Hàng về còn rất là đẹp các bác nhé. Hàng về còn rất đẹp luôn. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhá. Đẹp thì có đẹp nhưng mà chắc chắn ở trên cái loa hoặc trên cái máy nó sẽ vẫn sẽ có một đôi chút vết nọ vết kia một tí. Nó sẽ có một tí nọ tí kia. Nói chung là sẽ có một tí xước sát, nó không tránh được 100% nhá. Nhưng mà nhìn tổng thể thì đây là một bộ dàn rất là đẹp nhá. Các bác nhìn nữa nhá. Coi nhìn này, hàng rất đẹp nhé. Em thì em đang quay rất là từ từ, em đang quay rất từ từ và em quay chi tiết từng góc cạnh cho các bác xem. Đấy thì là xin mời các bác tự đánh giá về cái độ đẹp của cái bộ dàn nhé. Còn nói chung thì như em đánh giá thì đây là bộ rất là đẹp. Còn với các bác thì có thể là với các bác này thì là nó rất đẹp, có những bác thì bảo bộ này bình thường, chả biết thế nào mà đần, khó lắm, bởi vì đấy là thẩm mỹ mỗi người, mắt nhìn mỗi người nó khác nhau. Đấy như Onkyo FRN9 này. Đây vừa rồi là loa nhé, còn đây là cục máy này, có nhìn thấy không ạ? Đấy nhá. Cục máy còn rất đẹp nhá. Đấy thì con N9 này các bác nhé. Thì con N9 này nó sẽ có đầy đủ cho các bác là các cái đường kết nối là điện thoại máy tính bằng GAV này, đường line in này, đường type in và đường CR in này. Đấy và ở dưới này sẽ có đường in để cho các bác cắm cổng quang TV này, đường digital in này, đường digital in nhé. Đầy đủ tất cả các đường vào cho các bác để các bác là kết nối nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra. Đấy con này thì là về nó về thì là CD vẫn đọc bình thường đấy nha các bác nhé. Này CD đang đọc đây, được chưa? Và con này thì em cũng xin nói rõ luôn là CD này em test thêm nhé, em không bán CD. Các cái này là em bán chủ yếu là về để các anh các bác là cắm máy tính, cắm điện thoại chúng ta nghe nhạc và cắm TV smart chúng ta nghe nhạc ra nhé. Nói chung là em bán phần công suất là chính thôi, còn cái CD này nó có thì em test thêm cho các anh thôi nhá. Em test thêm cho các anh xem nó còn chạy hay không, bởi vì nhiều anh cũng hay yêu cầu là test của anh cái CD thì em cứ test lên cho các anh nhá. Đấy. CD đọc bình thường này. Đấy, đây em kết nối luôn dây quang, mở đèn tín thử đường quang cánh luôn. Đây nha các anh, cắm đường quang các anh cắm ở đây cho em này. Cắm đường in ở dưới cùng này nhá. Tình tôi hay buồn từ ngày chọn đánh mất người. Lấy bộ dàn này nhá thì là mình có thể chỉnh bát tép trên khiển được nhá. Cái bộ này nó về không có khiển đâu, cái này là em mua thêm ở bên ngoài nhá. Em mua thêm ở bên ngoài, hàng nó về không có khiển nhá. Nhưng mà em đang nói ở đây là con này nó có thể chỉnh được bát tép trên khiển nhá. Đây ấn tông này. Đấy nhá. Chỉnh được bắt test trên khiển nhé. Và cái khiển này là khiển Onkyo RC600 này. Con này em vẫn hay đặt cho khách. Đấy nhá. Em đặt ở bên ngoài, những cái con này về là nó khoảng tầm 450 cái khiển này. Còn bác nào mà mua kèm theo dàn thì đấy em sẽ để cho các bác giá hữu nghị hơn tí là 350 nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì là liên hệ cho bên em nhá. 350 bác nào mua theo dàn thì thôi em hỗ trợ thêm các bác thì đúng hơn, còn cái này em bỏ tiền túi ra, em bỏ thêm 100.000 tiền túi của em ra em
em hỗ trợ được các bác, chứ còn thực ra cái này đặt về đã hết 450 mất rồi. Đấy. Nhá, thôi còn đâu là em đây là em hỗ trợ, em bỏ tiền túi của em ra, trừ thêm 100.000 cho các bác là 350 nhá. Nếu các bác mua kèm với cả bộ dàn nhá. Đấy, con này thì có chỉnh bát tét thiên khiển này. Đấy nhá. Đấy. Cái bộ này thì giá của nó nhá, em xin đọc luôn là giá của nó là 3.650.000 nhá. 3.650. Đấy. Giá này nói chung là bây giờ đợt này em đang lấy được cái bộ này với giá rẻ để em để được cái giá này thôi. Còn bình thường những cái bộ này nó còn toàn trên 4 triệu cả, 4 triệu 2, 4 triệu 3 vì đây là dòng tiền rất là cao. Đấy, nhưng mà đợt này không hiểu sao mà lại lấy được một bộ dàn nó giá nó rẻ. Đấy, thì thôi em cứ để rẻ cho các bác nhá. 3.650. Đấy. CD đọc này nhá. CD đọc bình thường này. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ test đến cái chức năng điện thoại nhá. Các bác có bấm cho em nút này, input này nhá. Chuyển nó sang cho em là đường vào có tên là Nine. Đường cắm của nó sẽ là đường ở phía trên cùng đây này nhá. Đường cắm dây điện thoại là đường trên cùng, đây là đường Nine. Thì các bác sẽ cắm ở đấy và chuyển sang đường Nine để nghe nhạc nhá. Đấy. Cái dòng này là dòng màng trắng đời cao bây giờ nhá. Đấy. Nó là màng sợi ghép na gần cao su, gần xếp nên là tiếng bass nó rất là chắc, sâu. Đồng thời là trung tâm nghe rất là sáng nhá. Để nghe nhạc vàng rất là hay. Kể cả là nghe cả các cái nhạc remix các thứ cũng được luôn. Đấy, con này nghe được rất nhiều loại nhạc. Cửa trái tim nghe xa nghìn trùng. Đêm mơ hấp hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phím say cùng. Tình này cũng mong lung. Tìm em ai bắn phím dài cung, tình này cũng mong lung. Tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Nhá, chất âm của nó đấy. Còn đây đường quang nhá, các bác chuyển đường quang input chuyển sang đường digital nhá. Đấy. Đấy, đường quang chạy bình thường này. Đấy, ok nhá, thế đây là con Onkyo N9 này. Em xin đọc lại giá của nó nhá, là 3.650.000. Bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cho bên em nhé. Và bác nào cần mua thêm khiển thì có thể liên hệ cho bên em. Nếu đặt cùng với cả dàn thì giá sẽ là 350 cái khiển. Còn nếu như chúng ta mua rời nha thì là 450. Đấy. Con RC600 này thì em giới thiệu thêm một tí. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng khiển xịn của Nhật, dòng khiển xịn của Onkyo nhé. Nó không không nhất thiết là của Nhật đâu, hãng này là hãng của Nhật, nhưng mà ví dụ như nó có thể là made in Indonesia hoặc là made in Malaysia gì đấy, chuyện rất là thì là em cũng phải nói rõ luôn nhé. Nhưng mà đây là khiển xịn, khiển zin, khiển của nhà máy nhé, khiển xịn, khiển zin mà nó có khiển được rất nhiều các cái đời máy, ví dụ như đời N, hầu hết các đời N trừ đời N USB nhá, nó được khiển được hết. Thực ra đời N USB nó vẫn chỉnh được, nhưng có sẽ có một vài chức năng không chỉnh được. Còn với những cái con RC600 này thì nó sẽ khiển được tất tần tật các chức năng nhé. Đấy, nhá, từ chọn bài các thứ cho đến play CD nhá. Đấy nhá. Ok luôn. Đấy. Chọn bài chạm beo có đủ hết nhá. Đấy, nick bài nick biếc rồi là chỉnh bass tép, ad bass đủ hết luôn nhá. Đấy. Tông này, chỉnh bass tép này. Chỉnh bass tép thì là ấn tông ở đây nhá. Đấy, và ấn nút này để tăng bass và ấn nút này để giảm bass này. Đấy. Ấn một lần nữa tông.
để kết thúc quá trình chỉnh bắt tép nhé. Ấn tâm vào ra bát, tăng ở đây và giảm ở đây, tăng đây, giảm đây nhé. Ok nhá. Enter là sẽ tăng được chép này, tăng lên này. Xong ấn Enter phát nữa là nó thoát này nhá. Đấy, em giới thiệu thêm khiển tí xíu nhá. Đấy thì N9 này là giá là 3.650.000, thì bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cho bên em nhá. Dòng này dòng đời rất cao đấy. Bác nào đang tìm kiếm những con đời cao thì các bác liên hệ sớm cho bên em nhá. Đấy. Ok, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em.